Xin chào tất cả các bạn. Quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tháng Minh Hiếu của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Tiếp tục cái nội dung nhà bị cháy của anh Phe. Thì vừa rồi mình đã vào nhà anh Phe để báo một cái tin vui cho anh Phe. Và hiện tại là gia đình đang chuẩn bị cái chỗ nền cũ này để làm nơi tập kết vật liệu nhé. Và để theo dõi những cái nội dung mới nhất và những cái video trên kênh của mình thì các bạn đừng quên ấn nút đăng ký. Gạch cũng tí nữa xếp đây luôn này. Được, ok. Đấy, hôm nay thì gia đình anh Phe sẽ nhận cái chuyến vật liệu đầu tiên nhất để chuẩn bị làm nhà. Và do cái thời gian làm nhà thì mình thông báo cái video trước ấy. Do cái thời gian làm nhà thì cách còn khá là xa, phải hơn 20 ngày nữa. Nên là để không bị gián đoạn thì mình có trao đổi với anh Phe thì trước tiên là sẽ chuẩn bị vật liệu trước, tập kết vật liệu đủ, xong sau đó là đến ngày là động thổ thì mình sẽ làm nhà luôn. Và do cái địa hình cái đường này thì các bạn biết rồi, nó đi hơi khó. Nếu mà mùa này là mùa mưa nữa, mà nếu mà mưa xuống thì chắc chắn là sẽ không vào được đường này, thì sẽ bị gián đoạn trong cái quá trình làm nhà. Cái nền nhà cũ này cũng rộng phết nhỉ. Trước làm nhà sàn là bao nhiêu mét vuông anh? 130 mét vuông à? Thế là rộng đấy nhỉ. Bảy gian á? Ấy giờ nhà em bình thường thấy 5 gian đã thấy rộng lắm rồi. Bạt trang.
Bạc này. Còn sót lại. Sót cháy nhạt. Đây là cái vòng tay của đồng bào dân tộc Giấy nhá. Tan chảy hết rồi. Đây là chỉ còn mấy rồi. Đây là vải mọi người ạ. Đây vải. Vải này. Những cái cuốn vải. Tăng vải, cái này là vải lanh dân tộc Giấy khác khác dệt. Cháy hết rồi, nó đen hết rồi anh nhỉ. Thank you.
Anh Hiếu Phương đội mũ hợp phết đấy. Có. Đẹp gái nhà. Nhà chắc trong điện này. Gái đi cho điện à? Không biết là nguyên nhân từ đâu ngoài nhà không biết là lý do nào. Ôi, có thể cho nó rơi không? Hả? Chuyến sau đi 500 vội quá. Trời ơi còn nhiều gì không? Cũng tắc thôi. Chuyến sau này em có. Nó rất là chú ý. Điêu, ngồi bắt được lựa. Tiến xe tạo mới đầy không? Tạo mới tích mà. Đấy xe tiến một tí xong là bốc ở đằng trước đằng sau luôn. Không, bốc nguyên này này nhanh hơn. Bốc nguyên này cứ bốc xong là bê xếp xuống không? Xếp cao lên đó. Một con ở tàu có bể thì mình hẳn vỡ ơ. Đổ nó vỡ này không? Đổ nó vỡ đi. Thôi bốc đi anh ạ. Chứ khó một tí đi. Về đến đây là 90 nghìn một viên chỉ khó bốc thôi. Một viên nữa. Có tập đêm rồi. Tập rồi. Anh ơi, bố đi. Thank you.
Một khuôn thì phải gạch bé được này. Anh lấy cho nhà tạo bên kia, em đi xem một ngày. Thế có một viên to bên bé. Có một viên to bên bé. Vất vả cho anh Tuấn quá, anh Tuấn ạ. Em bốc chút nữa. Em bốc được luôn. Thank you.
luôn. Nắng quá nhỉ anh nhỉ. Này thợ ao phải lưu mà you
cứ làm một ăn gầm phải gầm nhá cắt hết ăn mà cắt hết thật không gầm gầm đây. Rồi, ok. Xin kết thúc cái video ở đây nhá. Chào tất cả các bạn nhá.